Hello và xin chào tất cả các anh em Weibo đã quay trở lại với đế chế của Hai Cá TV. Và mình chính là Weibo chúa của các bạn đây. Ngày hôm nay mình đã có mặt trong MMC để mà hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để trở thành một con khỉ đít đỏ. Cách để trở thành một con khỉ bá đạo, một con khỉ mà là tuổi thơ của biết bao nhiêu thế con dân Việt Nam, từ người già cho đến người trẻ, từ bà già đang cho con bú và những ông bố đang cai sữa. Không gì khác, đó chính là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh nha các bạn. Con khỉ phải gọi là bá đạo nhất trong lịch sử phim. Nhưng mà không biết rằng bây giờ Tôn Ngộ Không có còn là tuổi thơ của các bạn Gen Z nữa không nhỉ? Bởi vì Gen Z bây giờ hầu hết là không xem TV, mà kiểu như là chỉ xem YouTube rồi xem top top, lắc đít giật giật các kiểu thôi. Thì nếu như bạn nào vẫn còn được xem cái phiên bản Tây Du Ký này, cái phiên bản Tây Du Ký mà mình để đây này, thì nhớ là để lại bình luận bên dưới phần bình luận video này cho mình cùng biết với nhá. Ok, và không dài dòng linh ta liên thuyên nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chủ đề chính, đó là cách làm thế nào để trở thành Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh trong MMC. Nhưng mà trước khi đến với hướng dẫn thì các bạn đừng quên rằng hãy bỏ ra 3 giây ấn like cũng như subscribe để ủng hộ kênh của mình với nhá. Và cũng đừng quên rằng nếu như các bạn muốn sở hữu những cái món vật phẩm quý hiếm trong MMC, Block Food hay Anime Defender một cách nhanh nhất và dễ nhất, lại còn rẻ nhất nữa, thì hãy ghé qua phần ghi bình luận của mình. Sức mạnh của nạp lần đầu đang đón chờ bạn ở đấy. Và ngay bây giờ, để có thể trở thành Tôn Ngộ Không thì trước hết chúng ta sẽ đến với phần trang phục đi. Ở đây là mình cần phải mặc cái gì đấy cho nó đẹp đẹp toát lên mình, kiểu người ta nhìn vào phát là người ta biết mình là một con khỉ đít đỏ. Không phải. Ý mình là nhìn vào phát là biết mình là một thằng bỏ con. Không phải luôn. Ý là nhìn vào phát đấy là biết ngay là mình kiểu uy phong lẫm liệt, là một Tề Thiên Đại Thánh, đại náo thiên cung, khiến cả cung đình nó khiếp sợ là như thế nào. Không gì khác, đó chính là quả chuối dài 50cm đây các bạn. Thằng nào mà kiểu chuối 18cm thôi, bước ra đường thôi là thằng nào đấy cũng kiểu quỳ sạp xuống kiểu: ôi rồi anh này 18cm, em fan anh, em quạt anh các kiểu. Nhưng mà đây, cái đấy chỉ là dùi mũi thôi, quả chuối này 50cm lận. Mẹ bước ra đường ấy, thằng nào đấy nhìn phát là ngất ngay luôn ấy, kiểu xỉu ngay nữa các bạn. Chỉ cần nó nhìn vào quả chuối thôi là không khác nào chúng ta đã toát ra kiểu Haki bá vương ấy các bạn. Haki của nhân vật chính, Haki của một Tề Thiên Đại Thánh đúng nghĩa luôn. Và Tề Thiên Đại Thánh thì các bạn biết là cái chức gì rồi chứ. Nó là một cái chức mà mình cũng không rõ nữa, nhưng mà nó cao đến mức ấy là chỉ thua Ngọc Hoàng thôi. Vậy nên ấy là khi mà các bạn muốn trở thành Tề Thiên Đại Thánh thì các bạn phải sở hữu cho mình một quả chuối dài 50cm như thế này nha. Và tất nhiên rồi, quả chuối này sẽ được lấy ở phần đảo khỉ, khi mà chúng ta đánh ra cái con Gorilla King này. Con Gorilla King này là một trong những con boss đầu game, đánh nó dễ ợt trống mà mình chém đâu đó khoảng tầm đây 3-4 phát cái nó đi luôn. Và nó rớt ra cho mình cái cát phút này. Thì cái cát phút này sẽ được đổi sang cái quả chuối nha các bạn. Thì đấy, nếu các bạn muốn trở thành một Tôn Ngộ Không mà kiểu là một con khỉ bình thường ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái quả chuối này làm vũ khí cũng được. Nhưng mà khi mà các bạn cầm cái quả chuối này lên và sử dụng nó làm vũ khí ấy, thì mãi mãi các bạn chỉ là một con khỉ bình thường, kiểu như là ăn chuối cả đời để sống rồi đấy. Nên là nó cũng không mạnh lắm đâu các bạn. Chúng ta không thể nào mà làm một con khỉ hèn, một con khỉ đê tiện, một con khỉ bỏ con, một con khỉ đưa cho người khác 5 triệu được. Chúng ta phải trở thành một con khỉ đích thực, một con khỉ mà đại náo thiên cung, phải đến Phật Tổ Như Lai mới có thể trừng trị được mình. Con khỉ như thế mới là con khỉ bá đạo. Vậy nên là thay vì mà mình cầm cái món vũ khí quả chuối cùi bắp này, thì mình nên cầm một cái cây gậy, nó gọi là gậy gì ta? Gậy Như Ý à? Nó gọi là Định Hải Thần Châm ấy các bạn. Cây gậy mà để dùng để đo trời đo biển ấy. Thì đây, không gì khác, đó chính là cái cây gậy Pong này nha các bạn. Thì cây gậy Pong này nó là, tuy là mình không có cây thiết bản ngàn cân, cái cây gậy Như Ý đấy, thì mình lại có một cái cây gậy khác, cái gậy bóng chày nha các bạn. Thì nó cũng được gọi là gậy mà. Cây gậy này nhá, chiêu nó mạnh này, đam tay nó cũng to, nó cũng ổn nữa. Thì chiêu của nó, chiêu thứ nhất đó là chém bong, tức là chém kiểu một cú chém chí mạng các bạn. Để bình thường nó sẽ chém như này là gây tầm 7.000 đam, gần 8.000 đam rồi. Khi mà chúng ta sử dụng cái chiêu Z này thế thì nó đập một phát lên cũng khá đam đấy. Từ từ để mình reset lại xem nó là bao nhiêu nè. Ấy, 14.000 đam nha các bạn. Và để có thể lấy được cái cây gậy bong, à không, bây giờ khi chúng ta trở thành Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh rồi, thì nó sẽ gọi là cây gậy Như Ý nha các bạn. Thì để có thể lấy được cây gậy Như Ý này, trước hết là mình sẽ cần phải farm ông Mr. Beast để mà nó có thể rớt ra một cái món vật phẩm. Đây, cái món vật phẩm tên là Money Bag này các bạn. Đây đây đây, cái túi tiền to chả bá lửa như thế này này. Thì cái túi tiền này nó chỉ là một cái món vật phẩm, một cái món item để chúng ta đổi đồ thôi. Khi mà mình đã có được tầm 5 cái Money Bag như vậy, thì mình sẽ lại cái chỗ ông Meman này, sau đó nói chuyện với ổng và mất khoảng tầm 1 triệu berry nữa, 1 triệu đô nữa, thì mình sẽ đổi ra được cái cây gậy Pong. Thì về cơ bản nó cũng không khó lấy lắm đâu, bởi vì farm ông Mr. Beast kia nó dễ ra quá trời à. Và 1 triệu đô trong cái thế giới này nó cứ như là kiểu rẻ rách ấy các bạn.
nó kiểu như là 1 triệu của anh Jack ấy, so với lại 60 tỷ của anh khi bỏ ra đi với Messi các bạn. Nó không ăn thua, không đáng. Khi mà các bạn đã có 60 tỷ rồi bỏ ra 1 triệu, nó chả đáng và chả thấm vào đâu cả. Và đấy là khi chúng ta sử dụng cái món vật phẩm thứ hai, đó là một cây gậy pong. Và bây giờ là cái quan trọng nhất này, đó chính là sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình các bạn. Không gì khác, đó chính là trái ác quỷ nha. Thì trái ác quỷ nào nó lại hợp với lại Tôn Ngộ Không ta? Ừ, trái nào ta? Đầu tiên mình cũng suy nghĩ rất là nhiều ấy. Mình suy nghĩ đến trái lửa này. Thì trái lửa Tôn Ngộ Không cũng được hay kiểu như là được ví với lửa ấy. Trái thứ hai mình thiên về trái kiểu trái kim cương hoặc là trái Phật tổ, bởi vì là nó kiểu cũng có sức mạnh về Phật tổ. Tôn Ngộ Không sau khi mà vượt qua 81 kiếp nạn ấy, 80 kiếp nạn chứ, thì sau khi mà đến chỗ Phật tổ ấy thì cũng được phong là Phật các bạn. Phong là gì ta? Đấu chiến thắng Phật nha. Thì mình cũng thiên về trái Phật lắm. Nhưng mà trái này nó lại không có skill bay cơ. Ừ, nó không có skill bay. Tôn Ngộ Không mà không biết bay ấy, thì nó chẳng khác nào một con rán mà không biết bay cả các bạn ạ. Uy lực và sức mạnh của nó bị giảm đi kiểu như là 90% luôn ấy. Thế nên là mình đã nghĩ đến một cái trái mà nó là một trái legendary. Đây, đó chính là trái chó nha các bạn. Tuy là chúng ta đang trở thành Tôn Ngộ Không một con khỉ, nhưng mà bây giờ mình lại sử dụng sức mạnh của trái chó. Thì đây, trái chó có gì mà mình lại sử dụng và ưu tiên dùng để mà tạo nên Tôn Ngộ Không? Thì thứ nhất đó chính là cái sức mạnh bay này. Thì tất nhiên là chúng ta phải bay thì chúng ta mới có thể làm Tôn Ngộ Không kiểu như là cưỡi cần đổ vân chứ, đúng không? Phải bay như thế này. Và thứ hai, nó có một cái chiêu nó là Dog Summon. Thì chiêu này nó sẽ giống như là cái chiêu phân thân, cái chiêu phân thân huyền thoại của Tôn Ngộ Không ấy các bạn. Ngộ Không mà lại kiểu không có skill phân thân thì nó không gọi là Ngộ Không, đúng không? Kiểu như là không có cả đống khỉ, một đàn khỉ ra đánh hội đồng mấy cái thằng cha thiên đình hay là mấy con yêu quái ấy, thì nó gọi là kiểu như là sao ta? Nó giống như là rách mà thiếu mất 5 triệu các bạn. Đấy, nó cứ kiểu bị thiếu như thế. Đấy, đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, đứng đây mà gọi đệ ra đánh là cũng thấy hoành tráng, cũng thấy ngầu rồi. Và thứ hai, đó chính là những cái chiêu khác thì nó cũng ngầu và đẹp không kém. Ví dụ như là chiêu đầu tiên đi chẳng hạn. Chiêu đầu tiên là Dog Throw là chiêu gì ta? Lâu rồi không dùng, quên bố rồi. Đó, chịu hồi ra một con chó xong đập xuống này. Bây giờ ví dụ cái này mà các bạn thử tưởng tượng nó thay bằng con khỉ đi thì nó cũng mạnh, cũng có khác gì đâu, đúng không? Chiêu hai là Dog Rat là tiếng gầm này, kiểu tiếng gầm của mãnh thú ấy các bạn. Nào, Dog Rat này. Đó, thấy chưa? Mẹ nhưng mà sao giống cái thằng Ai Sâu Sở Bít thế nhỉ? À đư, thằng Ai Sâu Sở Bít nó cũng được hay ví với lại khỉ đột với lại tinh tinh mà. Thì nó cũng phải gọi là có tí gì liên quan chứ, đúng không các bạn? Ok. Chiêu tiếp theo đây cũng rất là mạnh mà mình cũng hay dùng, mà mình cũng thấy hợp với lại Tôn Ngộ Không này. Đó chính là chiêu Dog Beam. Thì là cái chiêu kiểu tạo ra một tia laser luôn đấy các bạn. Dog Beam. Đấy, tạo một vùng laser xuống này. Ồ, ngầu chưa? Oách slack luôn. Xong lại gầm ngô này. Xong lại chịu hồi ra chó phân thân để mà đánh nhau này. Quá đỉnh. Không còn lời nào mà diễn tả được luôn các bạn ạ. Đấy, khi mà chúng ta cầm gọi là cây gọi là thiết bảng ngàn cân đấy, đúng không? Cây gậy như ý, đúng không? Tuy là nó cũng không như ý lắm, nhưng mà đây, khi đập xuống phát này, uỳnh này, rồi đập chiêu thứ hai này. Đấy, chó văng tùm tóe tùm lum luôn này. Đấy, quá oách luôn còn gì nữa. Đấy, lại thêm cả quả Haki cầu vòng tối thượng như này. Không phải là Tề Thiên Đại Thánh thì thôi chứ. Giờ mình mà thay cái skin ác quỷ này của mình thành một con khỉ ấy chẳng hạn, thì thôi rồi luôn, nó phải gọi sao ta? Hết nước chấm luôn các bạn, hết nước chấm. Ok, vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể gọi là kết hợp những cái món vật phẩm trong Memesi mà tạo nên một vị thánh gọi là Tôn Ngộ Không nha. Thì nếu các bạn thấy video hay, đừng quên để lại cho mình một like cũng như một subscribe của kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.